Xin chào các bạn, hôm nay Việt Nam Book xin giới thiệu với các bạn cuốn sách Ngày xưa có một con bò. Nếu bạn đang muốn nhìn nhận và thay đổi bản thân, thì Ngày xưa có một con bò chắc chắn là cuốn sách mà bạn không nên bỏ qua. Đây là một là cuốn sách rất nổi tiếng của tác giả Camilo Cruz. Tuy chỉ vỏn vẹn hơn 150 trang sách, nhưng những thông điệp và ý nghĩa của cuốn sách này sẽ khiến bạn nhận thức rõ nét hơn về bản thân mình. Chi tiết mời các bạn cùng tìm hiểu trong bài review sách Ngày xưa có một con bò của mình ngay sau đây. Tác giả cuốn sách Ngày xưa có một con bò là ai? Tác giả của cuốn sách này là Camilo Cruz. Ông là một diễn giả và cũng là một chuyên gia đào tạo doanh nghiệp nổi tiếng. Camilo Cruz vốn là một đối tác đào tạo của rất nhiều thương hiệu và công ty nổi tiếng trên toàn thế giới, có thể kể đến những cái tên như Gorgia, AT và AMP, T, Barmet, Guerlain, Bell Labs, Coca-Cola và Motorola. Ngoài ra, Cruz cũng có niềm đam mê với công việc viết sách. Ông đã cho ra mắt nhiều cuốn sách khác nhau, trong đó nổi bật nhất chính là cuốn Ngày xưa có một con bò. Từ tiếng Anh là One Up on ACOV, đến nay cuốn sách này đã được biên dịch ra hơn 10 ngôn ngữ khác nhau để phục vụ nhu cầu tìm đọc của các độc giả trên toàn thế giới. Nội dung cuốn sách Ngày xưa có một con bò. Nội dung chính của cuốn sách Ngày xưa có một con bò nói về chuyến đi xin ở nhờ của một vị thầy giáo thông minh cùng với người học trò của mình, nhằm muốn học hỏi được nhiều kinh nghiệm trong cuộc sống. Hai thầy trò đã đến ngôi nhà của một gia đình nghèo nàn nhất trong vùng để xin ở ké và nhận được sự đồng ý từ gia đình này. Thực ra ngôi nhà của gia đình nghèo này vốn chỉ là căn lều tạm bợ với tổng cộng 8 thành viên sinh sống. Có lẽ thứ quý giá nhất có trong gia đình nghèo này chính là con bò sữa. Tiền họ kiếm sống được là nhờ vào việc chăm bò và bán sữa mỗi ngày. Sau khi biết hoàn cảnh của gia đình nghèo này, hai thầy trò đã có quyết định táo bạo, đó là lén giết con bò sữa này vào sáng hôm sau trước khi rời đi. Sau đó đợi hơn một năm, hai thầy trò đã quyết định quay về lại căn lều của gia đình nghèo này để hỏi thăm và tò mò xem hoàn cảnh của họ hiện giờ ra sao. Khi tới nơi ở cũ, hai thầy trò đã rất bất ngờ khi không còn nhìn thấy căn lều rách rước như năm nào nữa, mà thay vào đó là một ngôi nhà khang trang và to lớn hơn nhiều. Hóa ra, sau khi con bò chết, gia đình nghèo này đã thay đổi và chuyển hướng qua cách làm ăn mới để có được sự sung túc như ngày hôm nay. Có thể hiểu rằng, con bò sữa chính là nguyên nhân khiến cho gia đình này rơi vào cảnh đói khổ trong nhiều năm qua. Lúc đầu, chúng ta có thể sẽ buông lời chê trách hai thầy trò kia vì đã làm mất đi kế sinh nhai của gia đình nghèo đó. Thế nhưng, chính hành động giết con bò mới giúp cho họ có được cơ hội đổi đời như ngày hôm nay. Từ hình ảnh con bò sữa và gia đình nghèo, tác giả của cuốn sách Ngày xưa có một con bò muốn cho mỗi người đọc tự nhìn nhận lại bản thân mình. Có khi nào bạn đang rơi vào trường hợp tương tự như gia đình nghèo đó không? Đôi khi chúng ta thường hay tạo sự an toàn cho bản thân mình, từ cách chọn lựa công việc cho đến mọi quyết định trong cuộc sống. Hầu hết mọi người đều chọn cho những lựa chọn mang tính an toàn, ít rủi ro và không có nhiều sự đột phá. Chính tâm lý này đã khiến cho mọi người bị kìm hãm sự phát triển và cơ hội đến với mình, cũng giống như con bò đã kìm hãm sự phát triển kinh tế của cả một gia đình nghèo, bởi lẽ họ cũng gặp phải tâm lý dễ hài lòng và chấp nhận tình cảnh nghèo nàn của mình. Những bài học rút ra từ cuốn sách Ngày xưa có một con bò. Mặc dù nội dung cuốn sách Ngày xưa có một con bò khá đơn giản và ngắn gọn, thế nhưng những thông điệp ẩn chứa trong cuốn sách này thì lại rất nhiều để độc giả có thể cảm nhận và suy ngẫm. Điều đầu tiên mà tác giả muốn nhắn nhủ đó là chúng ta đừng nên biện hộ cho mọi vấn đề trong cuộc sống của mình. Như chính trong nội dung cuốn sách này, con bò là nguyên nhân khiến cho gia đình nghèo đó luôn bị mắc kẹt với những khó khăn của mình. Chỉ đến khi hai thầy trò kia giết con bò đó, họ mới chợt phát hiện ra bao lâu nay mình đã phụ thuộc kinh tế vào con bò này quá lâu rồi và đã đến lúc họ cần tìm hướng đi mới để mưu sinh cho cả gia đình. Có thể thấy, trong mỗi bản thân con người chúng ta đều có những con bò như thế, nằm sâu trong suy nghĩ và hành động của mình. Đôi khi, vì muốn an phận và che đậy cho những thói quen tiêu cực của bản thân, mọi người thường hay lấy con bò này ra để bao biện cho mình. Điều này dần dần sẽ tạo cho chúng ta một thói quen an toàn và không muốn vượt qua giới hạn của bản thân. Tại sao bạn cứ mãi an toàn một chỗ mà không muốn khám phá hay thử sức những điều mới mẻ hơn trong cuộc sống? Mọi vấn đề luôn có nhiều khía cạnh và cách giải quyết khác nhau. Đôi khi lựa chọn cách an toàn nhất chưa chắc là phương pháp đúng đắn nhất. Chẳng qua bạn có dám đối mặt vào và chịu trách nhiệm với sự lựa chọn của mình để dám bứt phá và nỗ lực hơn hay không thôi. Những con bò này luôn tồn tại và ẩn nấp dưới nhiều dạng khác nhau trong mỗi con người chúng ta. Vốn dĩ chúng đều là những con bò nhỏ, thế nhưng những hành động, suy nghĩ của bạn đã và đang trực tiếp nuôi lớn nó mỗi ngày mà bạn chẳng hề nhận ra và để ý tới. Rồi đến một ngày, mọi suy nghĩ và hành động của bạn đều bị con bò này kiểm soát, dẫn đến việc bản thân luôn đưa ra những quyết định mang tính phụ thuộc và hoàn toàn bế tắc. Thật ra, những con bò này đại diện cho sự biện minh mà con người thường hay lấy ra để trốn tránh trách nhiệm của bản thân mình trong mọi vấn đề. Có thể là bạn đã làm sai, thế nhưng bạn dùng những con bò này để biện minh và nói rằng đó không phải là lỗi của tôi gây ra. Mặc dù việc biện minh cho bản thân không hẳn là một điều xấu, thế nhưng nó sẽ khiến bạn trở thành một con người tệ hại, không muốn đối mặt và chịu trách nhiệm về những gì mình đã làm,
càng khiến cho bản thân luôn muốn an toàn và kìm hãm mọi nỗ lực trong cuộc sống mà bạn đã vạch ra để theo đuổi. Do đó, cuốn sách Ngày xưa có một con bò này chính là lời cảnh tỉnh và giúp bạn nhận thức lại bản thân. Nếu bạn đang muốn theo đuổi ước mơ và hoài bão của mình, thì rõ ràng bạn cần tự tạo cho mình một tính cách đầy bản lĩnh, dám làm dám chịu trách nhiệm với chính bản thân mình. Và quan trọng hơn cả là hãy loại bỏ những con bò ra khỏi bản thân mình ngay đi, vì vốn dĩ nó sẽ khiến cho con người của bạn trở nên phụ thuộc và kìm hãm mọi quyết định của mình. Lời kết. Một lần nữa, cuốn sách Ngày xưa có một con bò này sẽ thực sự hữu ích đối với những ai đang cần sự quyết tâm và bản lĩnh để theo đuổi những mục tiêu trong cuộc sống của mình. Hãy đừng ngần ngại tham gia và thử sức với những điều mới mẻ. Đừng chỉ vì muốn an toàn mà bạn lại quá phụ thuộc vào một điều gì đó. Nhưng thế cuộc sống của bạn sẽ thật nhàm chán và không lối thoát. Vì thế bạn hãy loại bỏ những con bò trong mình để thỏa sức làm được nhiều điều mới mẻ và ý nghĩa hơn cho cuộc sống nhé.